gì đây em máy đầu đây là con số 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 0357 0357 số 0357 ạ. 0357 ạ. Giải nhất dành cho giải tìm ngày hôm nay thuộc về số 0357. Ai có số 0357 ạ? Đây rồi ạ. Có chắc không ạ? Chưa. Nếu mà bốc lại thì chị Nhung lại hát nữa đi. Hát nữa thôi nữa. Ông muốn hát rồi. Hát hát rồi thật sự bốc luôn. 0357 là thứ nhất ạ. Có không ạ? Nếu mà về rồi thì Phi Nhung lấy được không? Không, bây giờ chị yên tâm, chị không cần lấy đâu, em sẽ liên lạc với cả tổng giám đốc ở đây mời chị quay trở lại nghỉ dưỡng để chị cảm nhận được Sun Spa Resort nó đẹp như thế nào. Không, rất đẹp. 0357 lần thứ hai ạ. À, thế sẽ nhắc đến lần thứ ba, nếu không có chúng tôi sẽ bốc thăm lại ngay lập tức vì chúng ta sẽ còn dành thời gian để nghe hát phải không ạ? 0357 lần thứ ba và xin phép được bốc lại cho giải nhất này ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi nha, bây giờ không có hô lo to nữa mà phải bốc cho nhanh nha. Con số gì đây? Rồi, hy vọng lần này sẽ trúng. Con số giải nhất là một con số có 4 số. Số nào cũng có 4 số á. Đó là số 0240. 0240. 0240 ạ. Có cái cách nào có không ạ? 0240 ạ. À, có rồi ạ. Một người, một vị khách nam mặc áo kẻ đang giơ tay đằng kia. Chúc mừng anh và xin mời anh nhanh chóng lên sân khấu để nhận giải thưởng này của mình. Giải nhất ngày hôm nay, một phòng villa loại một phòng, một đêm villa loại một phòng dành cho hai người bao gồm ăn sáng ạ. Xin mời anh. Anh. Chúc mừng anh. Đây chị Nhung trao giải thưởng mà chị Nhung nói em hỏi anh một câu. Nhưng mà sau khi anh nhận giải thưởng xong, bây giờ chị Nhung nói em là hỏi anh một câu thì em phải hỏi đã. Hỏi đi. Xong rồi chị Nhung đưa mic cho anh trả lời. Hỏi đi. Anh nhận cái phòng này xong anh định sử dụng với ai ạ? Khó quá nên có thể trả lời sao được không? Bây giờ đây, đấy em nói chị rồi mà chị bắt em hỏi khó. Tại vì cái phòng này cũng chưa có ai xưa. Có một mình á, biết hôm nay em đi cùng với ai ạ? À? Em đi cùng với đoàn công ty của em. À, đi cùng đoàn công ty. Thế hôm nay là sau khi anh nhận được giải thưởng này xong một công ty, không biết có mấy chị nào có muốn quay trở lại Sun Spa Resort nghỉ dưỡng thì làm partner với anh cho đợt sau nhé. Vâng, cảm ơn anh, chúc mừng em rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và bây giờ Thúy Hạnh sẽ không làm phiền chị Vi Nhung nữa vì làm phiền đấy rồi. Bây giờ sẽ trả lời sân khấu cho chị để chị tiếp tục gửi đến những ca khúc bolero cũng như những ca khúc mà quý vị đang mong muốn được lắng nghe. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.